nông dân đang bước vào vụ lúa đông xuân. Đây là vụ lúa quan trọng nhất trong năm. Thế nhưng đầu vụ, bao nỗi lo đang chờ. Giải pháp nào để hạt giống khỏe, giúp cây lúa non vượt qua điều kiện bất lợi bởi thời tiết và dịch hại tấn công? 19 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2022, Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng và Công ty Syngenta Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình tọa đàm trực tiếp với chủ đề Cỏ rui xe, đầu vụ khỏe re. Chương trình có sự tham gia của ông Huỳnh Ngọc Hạp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng. Thạc sĩ Đinh Công Huỳnh, chuyên viên kỹ thuật Công ty Syngenta Việt Nam. Tổng đài 02993-526-526 sẽ tiếp nhận và giải đáp những câu hỏi đến từ quý bà con. 3 thẻ cào, mỗi thẻ cào trị giá 200 ngàn đồng dành tặng cho bà khán giả có câu hỏi hay nhất tham gia giao lưu cùng chương trình. Kính mời quý khán giả, quý nhà nông đón theo dõi.